xin chào mừng các bạn đang đến với chương trình tin tức của Sao. Và cũng không quên chúc cho các bạn cùng với gia đình có một ngày thật là vui tươi và tràn đầy hạnh phúc. Sau đây, xin mời các bạn hãy theo dõi chương trình của chúng tôi. Luna, nhóm nhạc nữ phá kỷ lục của Blackpink trên YouTube. Kỷ lục nhóm nhạc nữ K-pop duy nhất đứng đầu bảng xếp hạng YouTube Mỹ của Blackpink đã bị Luna phá vỡ. Đầu tháng 4, Blackpink đã trở thành nhóm nhạc nữ K-pop đầu tiên đứng đầu bảng xếp hạng bài hát YouTube hàng đầu của Mỹ. Ca khúc đã tăng vọt lên vị trí số 1 bảng xếp hạng bài hát hàng đầu của 36 khu vực trên toàn thế giới như Mỹ, Thụy Điển, Bồ Đào Nha, Philippines, Malaysia, Indonesia, Mexico, Thổ Nhĩ Kỳ, Nga và Thái Lan. Tuy nhiên, mới đây kỷ lục của Blackpink đã bị phá vỡ bởi Luna. Đĩa đơn 36 năm của Luna đã đạt số 1 trên bảng xếp hạng của Mỹ chỉ sau 8 tiếng phát hành. 36 năm đứng hàng đầu bảng xếp hạng ca khúc của YouTube tại 23 quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới gồm Ba Lan, Bolivia, Hà Lan, Peru, Thụy Điển, Việt Nam. Đĩa đơn 36 năm dự kiến nằm trong album sắp phát hành vào năm 2020 của Luna. Đây là ca khúc thuộc thể loại ballad với âm thanh piano xuyên suốt. Nội dung là muốn cảm ơn người hâm mộ đã luôn chờ đợi nhóm và họ sẽ tỏa sáng suốt 365 ngày trong năm.